Rồi, shipper mới vừa gửi nước bạc xuống cho cả nhà nha. Mình cho cả nhà xem nước bạc nha. Đây. Đây là nước bạc của bên YouTube mới vừa gửi từ bên Mỹ về nha mọi người. Khui ra cho các bạn xem nha. Đây. Đây là nút bạc YouTube nha cả nhà đó. Đó, cả nhà. Phẳng phương như thế nào đây, có tặng cho miếng cái gì đây, đây nút bạc YouTube như cả nhà nha, phẳng phương bị chói nắng rồi. Ở đây thì nó có cái các bộ phận. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video. Đây là cái nút bạc của Phương. Thì làm cũng nhiều kênh rồi nhưng mà không có lấy nút bạc. Bây giờ thì lấy một cái để làm kỷ niệm nha mọi người. Cứng quá vậy. Ok, vậy là xong cái nút bạc nha mọi người nha. Nút bạc YouTube Phạm Phương. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Nhớ ủng hộ đăng ký kênh Phạm Phương nha mọi người.